Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube của em là Hoa Kiển Kim Trang. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến cả nhà lô bông trang Mỹ vàng nghệ, Mỹ vàng chanh, đủ hết hai loại nha cả nhà. Cả nhà thích loại nào thì cứ alo inbox cho em để đặt mua. Trên tay em cầm đây là cây bông trang Mỹ vàng chanh, ảnh đang có mặt hoa. Là chuẩn bị sắp tới theo chỉ thị 15 nâng cao là em sẽ gửi hàng được. Thành ra em sẽ xuất cái lô hàng này. Đây là cái cây nhỏ. Cô chú anh chị thấy Mỹ vàng ảnh có đủ hết kích thước nha. Rồi bây giờ em sẽ cầm lên một cây nhỏ nữa để cô chú anh chị xem. Thì cô chú thấy hai cây ảnh kích thước khác nhau. Một cây thì ảnh cao, đang có bông. Còn một cây thì ảnh thấp, bởi vì rất là dễ lựa chọn. Rồi bây giờ em lấy lên một cây cao to để giới thiệu đến cả nhà. Đây thì em lấy cái cây cao to ra để giới thiệu đến cô chú. Cây này thì cũng hơn 8 tháng rồi nha cô chú anh chị. Ảnh cao là 9 tấc. Đó, em là 1,5 m, anh này tới đây là 9 tấc. Rồi. Cô chú anh chị mua giao lưu cặp Mỹ vàng cao 9 tấc này em sẽ để giá hữu nghị cho. Đó, thêm một cây nữa. Những cây này ảnh khỏe hết rồi nha cả nhà. Đó, một cặp cao, ảnh cao tương đương nhau, 9 tấc. Cô chú thích thì cứ alo cho shop em nha. Qua số điện thoại là 0911 643 600. Và đó cũng chính là số Zalo của shop em luôn ạ. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem hết video ủng hộ em ạ. Nếu yêu thích thì mua bông trang, đặt bông trang ủng hộ. Và nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ em nhé. Bye bye cả nhà. Love you.